Chào mừng các bạn quay lại với chuyên mục xã đề thi đại học môn tiếng Anh của Kina for Kids. Hôm nay chúng ta cùng quay ngược thời gian và giải đề thi năm 2018 nha. Cũng như những lần trước, chúng ta sẽ giải 10 câu dễ nhất đề thi để chống liệt dành cho những bạn nào chỉ cần đủ 2 điểm để đậu tốt nghiệp. Và sau đó chúng ta sẽ cùng giải 10 câu khó nhất đề dành cho những bạn muốn lấy điểm 10. Trước khi bắt đầu, cô sẽ giới thiệu cho các bạn một tip để làm các bài nhanh hơn và hiệu quả hơn. Đó là tìm điểm khác biệt ở các đáp án. Những điểm khác biệt có thể giữa các đáp án là từ loại, ví dụ như cùng từ popular, nhưng khi chuyển sang động từ sẽ là popularize và danh từ sẽ là popularity. Vậy thì, đơn giản như câu he goes to school là câu ở thì hiện tại đơn, nhưng he went to school là ở thì quá khứ đơn. Về cấu trúc, ví dụ như câu if loại 1 sẽ có cấu trúc khác với câu if loại 2. Nhờ việc tìm ra điểm khác biệt, bạn sẽ nhanh chóng biết được câu đề đang kiểm tra chúng ta về mặt nào. Ngoài ra, đối với những câu kiểm tra cấu trúc, việc tìm ra điểm khác biệt giữa các câu còn giúp các bạn loại trừ đáp án sai một cách nhanh chóng. Bây giờ, chúng ta hãy cùng áp dụng tip này vào giải 10 câu đơn giản nhất đề thi nhé. Câu đầu tiên chúng ta sẽ giải là câu số 1. Đây là một câu giao tiếp. Hai bạn Silas và Sarah đang nói chuyện với nhau. Ta thấy bạn Silas hỏi, do you think? Nên ta có thể hiểu bạn đang hỏi Sarah có đồng ý với ý kiến của bạn hay không. Để biết Sarah có đồng ý hay không, ta cần nhìn vào câu thứ hai trong phần trả lời của Sarah. We can't afford such a big event, mang nghĩa tiêu cực. Nên bạn Sarah chắc chắn không đồng ý với ý kiến của Silas. Nhìn vào đáp án, ta có thể thấy sự khác biệt là hai câu A và C là câu khẳng định, trong khi đó câu B và D là câu phủ định. Ta có thể loại hai câu khẳng định mang nghĩa đồng ý là A và C. Câu B, I can't agree with you more, là câu dùng để bẫy các bạn vì nó không mang nghĩa là không đồng ý, mà nghĩa của nó là tôi hoàn toàn đồng ý. Nên ta cũng sẽ loại câu này. Đáp án chính xác là câu D, No, I don't think so. Không, mình không nghĩ vậy. Ta cùng nhìn tiếp vào câu số 2 nhé. Đây cũng là một câu giao tiếp. Để biết Laura nói gì thì mình cùng xem Bob trả lời như thế nào nhé. Bob nói, điều đó thật tuyệt, chúc mừng bạn. Nếu là một câu chúc mừng thì Laura chắc chắn sẽ thông báo một điều tốt, nên ta có thể loại câu D, tớ không làm bài kiểm tra tốt lắm. Ta có thể nhận thấy điểm khác biệt giữa đáp án A, B và C là thì. Câu A và C ở thì tương lai, và câu B ở thì hiện tại hoàn thành. Và thường chúng ta sẽ chúc mừng một hành động tốt đã xảy ra, nên đáp án sẽ là B. Tôi đã vượt qua bài kiểm tra với điểm A. Câu A, tôi mong là mình sẽ đậu bài kiểm tra. Và câu C, tôi sẽ có điểm bài kiểm tra. Hai việc này không có gì đáng để chúc mừng cả. Tiếp theo chúng ta cùng nhau giải câu 7, một câu phần phát âm. Cô đã từng hướng dẫn các bạn cách đọc âm S và ES tận cùng của danh từ số nhiều ở đề thi năm 2020. Chúng ta có thể áp dụng tương tự cho cách phát âm của động từ ở thì hiện tại đơn. Cô sẽ giúp các bạn ôn lại nếu các bạn vẫn còn chưa nhớ. Đầu tiên là is. Khi ES đứng sau các âm suýt như s, z, sh, j, ch, j. Ví dụ như miss âm cuối đọc là s, nên ta phát âm là is, misses. Hay cause có âm z ở cuối nên đọc là causes. Hay wash tận cùng là sh nên ta đọc washes. Tiếp theo là s, khi s đứng sau các động từ tận cùng bằng các âm vô thanh p, f, t, k. Ví dụ như stop âm cuối là p nên đọc s, stops. Hay laugh tận cùng là f nên đọc laughs. Hay sport có t ở cuối nên đọc là sports. Cuối cùng là z, z cho các trường hợp còn lại.
mình có S tận cùng là nguyên âm và các phụ âm hữu thanh. Ví dụ như come, clean, play có các âm hữu thanh lần lượt là M, N và I, nên ta đọc là z, comes, cleans, plays. Quay lại với câu 7, đáp án chính xác sẽ là câu C vì tận cùng là âm T, nên ta đọc là S, attracts. Còn lại chúng ta sẽ đọc là Z, delays, begins, believes. Câu tiếp theo mà cô sẽ giải là câu số 12. Nếu nhìn vào bốn đáp án, ta có thể nhận ra đề bài đang kiểm tra chúng ta cách chia động từ theo sau suggest. Có 3 cấu trúc dùng với từ suggest để đưa ra lời khuyên hoặc ý kiến. Ta có thể dùng một mệnh đề với that sau suggest. Ngoài ra, ta có thể dùng một động từ có đuôi ing sau suggest. Cuối cùng, ta có thể dùng một danh từ hoặc cụm danh từ sau suggest. Ở trong câu số 12, ta phải điền động từ vào chỗ trống, nên đây là cách số 2, chuyển thành động từ tận cùng là ing, nên mình sẽ chọn B, going.